Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 3 tây tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Thì hôm qua sau khi mà chúng ta thấy là giá Bitcoin đi xuống mạnh Thì Bitcoin đã không có tiếp tục đi xuống mà hôm nay các bạn thấy là đã từ từ đi ngược trở lên Ở lúc mà thường làm cái video này thì giá Bitcoin là 9.685 Bitcoin hầu như là muốn đi ngược trở lên và thử lại cái mức 10.000 đô thêm một lần nữa đây là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ là một thị trường mà cái nguồn cung rất là mạnh Không muốn tiếp tục đi xuống mà cứ giữ vững cái mức là trên 9.000 đô Và trong cái video này có 3 điều tôi muốn chia sẻ với các bạn Điều đầu tiên Chúng ta sẽ nói tới là thị trường Bitcoin là nhỏ như thế nào Tại vì không biết có nhiều bạn thì nói là chúng ta đã lỡ chứng đò tại vì Bitcoin đã phát triển 10 năm Cái giá bây giờ đã quá cao so với ngày xưa Các bạn thấy là giá Bitcoin bây giờ là một lần nữa lại muốn trở về và giữ vị trí là 10.000 đô Thì Bitcoin còn có thể lên được bao nhiêu Tôi thì không đồng ý với cái cách nhìn này Tôi nghĩ là chúng ta vẫn còn rất là sớm trong thị trường Crypto Và có một cái tài liệu mà thường nghĩ là sau khi mình thường chia sẻ với các bạn các bạn cũng sẽ có thêm một cách nhìn về là thị trường hiện bây giờ là nhỏ cỡ nào kế đó chúng ta sẽ nói tới một tài liệu liên quan tới các thợ đào tại vì có một số dẫn chứng cho thấy được là trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì các thợ đào đã bán đi rất nhiều BTC nhiều hơn là họ đào được và cuối cùng, chúng ta sẽ nói tới một số những cái tin tức liên quan tới thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Tại vì các bạn thấy được là các chỉ số chứng khoán ngày hôm nay thì lại tiếp tục tăng lên. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì để hình dung được là thị trường cryptocurrency nhỏ như thế nào thì chúng ta nhìn vào một cái tài liệu được chia sẻ bởi Visual Capitalist thì đây là một tài liệu mà để các bạn hình dung dễ hơn thì chúng ta sẽ so sánh tổng số vốn hóa của thị trường cryptocurrency so với một số loại tiền tệ khác một số những cái mảng đầu tư khác thì như thế nào để các bạn thấy được là cái tầm phát triển cơ hội phát triển của thị trường cryptocurrency và vốn hóa là cao như thế nào thì chúng ta nhìn vào tài liệu này thì mỗi một cái ô vuông này là 100 tỷ đô la thì các bạn thấy được là cái thị trường đầu tư nhỏ nhất bây giờ là thị trường bạc, thị trường silver với tổng số vốn hóa chỉ có là 43,9 tỷ khi mà chúng ta lấy cái giá là 17 đô 20 cent cho một ounce bạc cái thị trường nhỏ thứ nhì bây giờ đó chính là thị trường cryptocurrency với tổng số vốn hóa bây giờ là xoay quanh khoảng chừng là 276 tỷ trong đó là 2 phần 3 của tổng số vốn hóa là đến từ Bitcoin cho nên khi bạn thấy được là chỉ đứng cái hạng là nhỏ thứ nhì bây giờ là một thị trường rất là mới và vốn hóa rất là thấp. Thấp đến nỗi mà các bạn thấy được là chỉ bằng một phần của cái số lượng tiền mà các quốc gia đầu tư vào quân đội hàng năm. Cái số lượng tiền mà các quốc gia đầu tư vào quân đội hàng năm đã lên tới 1,7 nghìn tỷ đô la. Trong đó các bạn thấy được là 36% đợi đến từ Hoa Kỳ đầu tư vào nước Hoa Kỳ và kế đó các bạn thấy được là 14% là đến từ Trung Quốc còn lại tất cả các quốc gia là chỉ là 50% còn lại cho nên về mặt đầu tư quân đội thì đến đầu là Hoa Kỳ sau đó là Trung Quốc và cái số lượng tiền mà đầu tư vào quân đội hàng năm cũng không bằng 1 phần 2 của cái số lượng tiền thiếu hụt ngân khố của Hoa Kỳ các bạn thấy được là chỉ năm 2020 này là thống kê cho đến ngày hôm nay là năm nay chuẩn đoán là Hoa Kỳ sẽ thiếu hụt ngân khố là tới 3,8 nghìn tỷ đô la có nghĩa là cái số lượng tiền mà thu vào từ thuế so với cái số lượng tiền mà chi ra thì đã hụt là 3,8 nghìn tỷ đô la Tại sao thì các bạn có thể đoán được là tại vì cái số lượng tiền mà chi ra trong thời gian gần đây để mà giải quyết dịch bệnh để mà cứu vãn nền kinh tế số tiền đó rất là lớn nhưng mà cái số tiền đó cũng không bằng cái số lượng tiền mà các bạn coi như là cái tiền pháp định được đưa ra từ các quốc gia có nghĩa là tiền giấy và đồng tiền thì các bạn thấy được là tiền giấy và đồng tiền mà các bạn có thể cầm được thì tổng số vốn hóa của tổng số tiền đó trên thế giới là 6,6 nghìn tỷ đô la Thêm đó các bạn thấy được là cái số lượng tiền lưu thông ở Hoa Kỳ so với châu Âu là gần như là bằng nhau. Nhưng mà cái số lượng tiền mặt này cũng không bằng à, các bạn thấy là cái số lượng nợ mà đang được ghi lại ở trong kế toán của Cục Dương Liên bang của Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được, được Cục Dương Liên bang của Hoa Kỳ bây giờ là tổng số nợ mà được, được ghi lại trong danh sách kế toán đã lên tới 7.000 tỷ đô la. Một phần lớn cái đó các bạn cũng đã biết là dùng để mà bơm tiền vào trong thị trường tài chính và thị trường tín dụng. Nhưng mà cái số lượng tiền này cũng không có bằng khi chúng ta nói tới là tất cả các tỷ phú trên thế giới cộng lại tổng số tài sản là khoảng 8.000 tỷ đô la. Và sau đó chúng ta mới tới được cái thị trường kế tiếp đó chính là cái thị trường vàng. Các bạn thấy được là vàng bây giờ tính theo cái giá vàng là khoảng là 1.715 đô cho một ounce vàng Thì tổng số vốn hóa của thị trường vàng là 10,9 nghìn tỷ đô la Và các bạn thấy là 47% có nghĩa là gần như là phân nửa cái số lượng vàng trên thế giới là dùng để mà làm trang sức một phần nhỏ hơn là dùng để mà đầu tư phần nhỏ hơn nữa là dùng để mà được lưu trữ với các quốc gia và phần nhỏ nhất là được dùng làm những chuyện khác và trong đó một phần là dùng vàng để mà làm cho ngành công nghiệp cho nên các bạn thấy là trên thực tế cái số lượng vàng mà được sử dụng để mà dùng trong công nghiệp thì rất là thấp cho nên nhiều bạn nói là vàng có giá trị tại vì vàng được dùng trong ngành công nghiệp thực ra cái số lượng vàng mà thực sự đi dùng trong ngành công nghiệp rất là thấp và không đủ để mà hỗ trợ cái giá vàng 1715 đô cho một ounce vàng tại sao mà vàng có cái giá này là tại vì vàng người ta vẫn được lưu trữ coi như là một tài sản để mà lưu trữ lâu dài một công cụ đầu tư cho nên vàng mới có cái giá này chứ không phải là tại vì vàng thực sự là có giá trị cho ngành công nghiệp và tới đây thì chúng ta hãy trở lại với thị trường crypto thì các bạn thấy được là crypto currency khi mà chúng ta nói tới bitcoin thì nhiều khi chúng ta nói tới bitcoin có thể đạt được 100 trăm đô 300 trăm đô thì sẽ có rất nhiều bạn nói là suy nghĩ hảo huyền làm sao một bitcoin có được tới cái giá đó thì câu trả lời của thuận là tại sao lại không thể khi mà các bạn thấy được là thị trường bitcoin chỉ có hai tỷ đô la so sánh với lại cái thị trường kế tiếp là thị trường vàng tới 10,9 nghìn tỷ đô la có nghĩa là bây giờ nếu chúng ta lấy cái số lượng Bitcoin trên thị trường bây giờ nhưng cho mỗi một Bitcoin là 100 ngàn đô thì tổng số vốn hóa chỉ bằng chỉ có là 20% của thị trường vàng hiện tại nếu như mà chúng ta thấy được Bitcoin lên tới 250 ngàn đô cho một đồng Bitcoin nhưng do cái số lượng Bitcoin mà được lưu thông trên thị trường hiện tại thì tổng số vốn hóa là chỉ lên tới là khoảng phân nửa tổng số vốn hóa của vàng cho nên các bạn thấy được là Bitcoin lên được 100.000 đô Thật sự không có gì gọi là quá hết Tại vì cái số lượng vốn hóa Bitcoin lúc đó cũng chỉ bằng có 20% của tổng số vốn hóa của vàng hiện tại Và các bạn cũng thấy là khi mà Bitcoin lên được 1 đô la Mà các bạn nói là một ngày nào đó Bitcoin sẽ lên tới 10 đô la Thì lúc đó ai cũng sẽ cười các bạn nói là không thế nào nhưng mà khi Bitcoin lên 10 đô la, các bạn nói là một ngày nào đó Bitcoin sẽ lên tới 100 đô la Thì lúc đó ai cũng sẽ cười các bạn nói là không thế nào và khi mà Bitcoin từ 100 đô la lên 1.000 đô la rồi lên 10.000 đô la thì ai cũng sẽ cười các bạn mỗi lần mà các bạn nói là Bitcoin sẽ được nhân lên làm 10 và bây giờ Bitcoin là xoay quanh cái mức là 10.000 đô la thì một ngày đâu đó Bitcoin sẽ lên được 100.000 đô la thì cũng sẽ có rất nhiều người phản đối cái điều này nói là không thể nào nhưng mà các bạn thấy được là từ lịch sử Bitcoin ra đời cho tới bây giờ thì những người mà không đồng ý đã đoán đúng được bao nhiêu lần đối với Thuận thì tôi nghĩ là Bitcoin 100.000 đô chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải là có thể hay là không thể Chúng ta hãy trở lại sau khi mà chúng ta nhìn vào cái thị trường vàng thì thị trường nào kế tiếp Các bạn thấy được là trước hết chúng ta nói tới là thị trường vàng cũng không có lớn bằng 500 công ty lớn nhất hiện tại Các bạn thấy được là 500 công ty lớn nhất hiện tại thì có tổng số vốn hóa rất là cao và các bạn thấy được là 5 công ty lớn nhất hiện tại là Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet như là công ty mẹ của công ty Google và công ty Facebook là chỉ có 5 công ty này thôi là chiếm tỷ lệ là gần như là 1 phần tư của tất cả vốn hóa của 500 công ty lớn nhất trên thế giới hiện tại và kế đó các bạn thấy được là chúng ta nói tới toàn bộ những cái thị trường chứng khoán trên thế giới thì thị trường chứng khoán trên thế giới các bạn thấy là gần như 50 phần trăm là đến từ NYSE có nghĩa là thị trường chứng khoán của New York kế đó là 14,5 phần trăm là thị trường chứng khoán Nasdaq thì các bạn thấy được là hai cái sàn giao dịch này đã chiếm tỷ lệ là gần như là phân nửa của tất cả chứng khoán giao dịch trên thế giới cho nên cộng với lại các bạn thấy là có bao nhiêu công ty lớn năm công ty lớn nhất trên thế giới bây giờ vẫn là năm công ty ở hoa kỳ đó là lý do tại sao mà ai cũng quan tâm đến chứng khoán của hoa kỳ sau cái thị trường chứng khoán thì các bạn thấy được là kế tiếp đó chính là tổng số vốn hóa của tất cả tiền và tương đương với tiền có nghĩa là tiền là tiền mặt các bạn có thể là lưu trữ và cộng với lại tiền các bạn lưu trữ ở trong ngân hàng mà các bạn có thể dễ dàng lấy ra hay là các bạn cộng với lại những cái trái phiếu như cái nợ ngắn hạn mà các bạn có thể là dễ dàng bán đi thì khi ta tính hết tổng những cái tài sản đó thì trên thế giới là khoảng 35,2 nghìn tỷ đô la Nhưng mà thật ra cái số lượng tiền thực sự các bạn có thể cầm được chỉ có là 7% Còn là 93% là tiền chỉ có trên màn hình máy di tính Cho nên khi mà chúng ta nói tới là Bitcoin hay là cryptocurrency là tiền ảo Các bạn không cầm được, các bạn không sờ được Thì các bạn thấy được là 93% của tiền pháp định bây giờ chỉ có trên máy di tính Thì tiền đó là tiền như thế nào Có phải nó cũng giống như là cryptocurrency hay là không Các bạn chỉ có thể là thấy trên màn hình mà không thể cầm được, không thể sờ được Kế tiếp thì chúng ta nói tới là tổng số lượng tiền trên thế giới cũng không có bằng tổng số lượng nợ trên thế giới Các bạn thấy được là trên thế giới là tổng số lượng nợ đã lên tới 253.000 tỷ đô la Và kế tiếp nữa chúng ta nhìn vào cái thị trường còn lớn hơn tất cả số nợ trên thế giới đó chính là thị trường bất động sản và thị trường bất động sản các bạn thấy là lên tới cái tổng số vốn hóa là 280,6 nghìn tỷ đô la nhưng mà cái số lượng vốn hóa này là không phải là phân phối đồng đều trên thế giới mà các bạn thấy là ở Bắc Mỹ thì 22% của tất cả vốn hóa của thị trường bất động sản là ở Bắc Mỹ trong khi chỉ có 6% của người dân là sống ở Bắc Mỹ trong khi các bạn thấy là ở châu Âu cũng tương tự 22 phần trăm cơ tổng số vốn hóa của thị trường bất động sản là nằm ở châu âu nhưng mà châu âu chỉ có 10% dân số trên thế giới có nghĩa là bắc mỹ và châu âu là hai nơi mà có thị trường bất động sản đắt đỏ nhất vốn hóa nhiều nhất là vẫn nằm ở thị trường bất động sản ở bắc mỹ và ở châu âu kế tiếp thì các bạn thấy được là tổng số tài sản trên thế giới thì tổng số tài sản trên thế giới bây giờ là 360.000 tỷ đô la nhưng mà 360.000 tỷ đô la này các bạn phải trừ đi tổng số nợ trên thế giới các bạn cũng mới vừa thấy là 253.000 tỷ đô la. Nhưng mà kế tiếp thì lớn hơn tổng số nợ trên thế giới, tổng số tài sản trên thế giới đó chính là cái thị trường derivative, nghĩa là thị trường phái sinh. Thì phái sinh là những thị trường như là cho các bạn chơi option, cho các bạn chơi futures Thì những cái thị trường phái sinh này là có mặt trên tất cả những cái mảng đầu tư Các bạn thấy được là từ bất động sản cho đến các bạn thấy là cổ phiếu trái phiếu vàng ngay cả bây giờ là cryptocurrency cũng có cái thị trường phái sinh này và đây là thị trường rất là lớn chứng đoán thì tổng số vốn hóa của thị trường phái sinh có thể lên tới là 1,5 triệu tỷ đô la một con số cực kỳ khủng thì nhiều khi mà tôi thấy nhiều bạn comment nói về thị trường margin nói là sàn margin là một sàn cờ bạc sàn margin các bạn sẽ bị này bị kia hay là margin là một điều không tốt đối với crypto currency thì tôi không đồng ý về cái cách nhìn này tại vì margin là không chỉ mới có khi mà crypto xuất hiện mà margin các bạn thấy là có mặt trên thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu, thị trường vàng, bất động sản và thị trường forex là một công cụ đầu tư mà đã được sử dụng rất lâu và rất lâu và đã có rất nhiều nhà đầu tư đã rất thành công khi mà sử dụng margin. Cho nên chơi margin thành công hay không là do các bạn là quản lý vốn như thế nào, các bạn đầu tư như thế nào, các bạn trade như thế nào và các bạn sử dụng bao nhiêu margin margin không tốt hoặc là không xấu margin chỉ đơn giản là một cái công cụ như là một cây búa nếu như mà các bạn biết sử dụng búa thì bạn có thể là đóng đinh vào gỗ nếu như mà các bạn không biết sử dụng búa thì cái búa đó có thể là đập vào tay của các bạn margin cũng vậy nếu như các bạn có thể sử dụng được thành thạo thì bạn sẽ kiếm được lợi nhuận và ngược lại các bạn có thể là bị cháy tài khoản cho nên lúc nào thường cũng nói với các bạn là chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp với những bạn nào mà đã có kinh nghiệm trading và biết quản lý vốn thì thường kỳ vọng là khi chúng ta nhìn vào cái tài liệu này các bạn thấy được là thiên cryptocurrency là thực sự nhỏ đến cỡ nào, để các bạn thấy được là tiềm năng về mặt vốn hóa có thể là lan tỏa, có thể là mở rộng được là bao nhiêu. Kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái tài liệu, tài liệu này là một bài viết được chia sẻ bởi Condes và trong bài viết này nói là có một số dẫn chứng cho thấy là trong vòng 24 tiếng năm hồ vừa qua thì cái số lượng Bitcoin được bán bởi thợ đào đã rất là nhiều Và các bạn thấy là trong cái hình này thì Coindesk đã nói là cái số lượng Bitcoin mà được bán đi bởi những thợ đào trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là 920 đồng BTC Trong khi mà trong vòng thời gian đó cái số lượng BTC được đào là 844 đồng BTC Có nghĩa là trong thời gian một ngày qua thời đào không những là bán hết tất cả cái số lượng Bitcoin đào được mà còn bán thêm 76 đồng BTC thì tài liệu này là như thế nào thật ra các bạn cũng đã nghe nói tới cái tài liệu gọi là MRI thường đã từng chia sẻ ở những cái video trước đây thì MRI là một cái tính coi coi là những thời đào bây giờ là khi mà họ đào họ giữ lại bao nhiêu đồng BTC hay là họ bán đi bao nhiêu đồng BTC và khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu trực tiếp từ trên terminal.bytree.com thì các bạn thấy được là MAI bây giờ là 104,8%, nghĩa là sao? Có nghĩa là thợ đào bán đi 100% là tất cả cái số lượng đồng mà họ đào được mà họ bán thêm 4,8%. Có nghĩa là bây giờ là thợ đào họ bán hết cái số lượng BTC à, tương đương với một ngày đào cộng với lại thêm một số lượng BTC mà họ đang lưu trữ. Và đây là một cái tình hình mà không chỉ là xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, các bạn thấy được là trong dòng À, một thời gian qua như là chúng ta nhìn vào cái tài liệu này được chia sẻ trong vòng năm tuần qua Thì năm tuần qua cái số lượng Bitcoin được bán đi bởi cái thợ đào là khoảng 8.641 đồng Và trong đó cái số lượng đào được trong năm tuần đó là 8.199 đồng Thì tương đương với lại trong vòng năm tuần qua thì họ đã bán thêm 442 đồng Sau khi mà bán hết cái số lượng BTC tương đương với cái số lượng mà họ đã đào được trong vòng năm tuần này thì khi chúng ta nhìn vào tài liệu này là tốt hay là xấu nhiều bạn sẽ nói là wow những thợ đào bây giờ là đã bán đi quá nhiều BTC có phải là Bitcoin sẽ đi xuống nữa hay là không thì các bạn có thể nhìn một à, cách đó là các bạn lo ngại là Bitcoin sẽ thể tiếp tục đi xuống tại vì các thợ đào bây giờ là đang bị áp lực cho nên họ cần phải bán đồng BTC của mình để mà có thêm chi phí hoạt động cho nên hoàn toàn có thể là họ sẽ bán thêm BTC và khiến cho giá cả tiếp tục đi xuống nhưng mà các bạn có thể nhìn vào một cái cách nhìn khác thì các bạn thấy được là tuy là thợ đào bán nhiều như vậy trong vòng mấy tuần qua nhưng mà giá cả các bạn thấy là cũng không có cái sự dao động mạnh tuy là chúng ta thấy là hôm qua có cái sự đi xuống mạnh nhưng mà thật ra một ngày trước đó đã có cái sự đi lên mạnh cho nên cái giá của ngày hôm nay thì cũng tương đương với là cái giá hai ngày trước trước khi mà chúng ta có cái sự tăng giá mạnh cho nên cái giá vẫn có thể giữ được cái mức là trên 9.000 đô mặc dù là các thợ đào bán số lượng BTC nhiều hơn so với lại cái số lượng BTC mà họ có thể đào được trong vòng một ngày nhưng mà giá BTC vẫn có thể tiếp tục giữ trên 9.000 đô và các bạn cũng đã biết là khoảng chừng mỗi 2 tuần thì độ khó đào sẽ được điều chỉnh lại Cho nên nếu như mà cái tốc độ đào quá cao, quá khó đào thì khoảng chừng là mỗi 2 tuần thì cái độ khó đào sẽ điều chỉnh đi xuống để cho dễ đào hơn Và các bạn thấy được là càng ngày thì mạng lưới sẽ càng cân bằng lại sau khi cái hiện tượng hoa Vinh Cho nên cái hiện tượng mà những cái thợ đào bỏ cuộc ngày sẽ càng ít đi Và nếu như mà bây giờ là thợ đào bán nhiều như vậy mà sau này khi mà cái mạng lưới đào ổn định lại họ không phải bán nhiều như vậy nữa thì giá cả sẽ ra sao tôi nghĩ là giá cả sẽ tăng lên nếu như mà thợ đào không còn tiếp tục bán nhiều nữa sau khi mà mạng lưới cân bằng lại độ khó đào điều chỉnh lại trong dòng vài tuần tới đây thì đây là tài liệu liên quan tới bitcoin tôi muốn chia sẻ với các bạn và kế tiếp chúng ta hãy nói về thị trường à, tài chính nói chung thì các bạn thấy được là mặc dù chúng ta nhận được nhiều tin tức xấu trong thời gian à, mấy ngày qua nhưng mà chứng khoán có tiếp tục tăng lên nhất là khi chúng ta nói tới chứng khoán của hoa kỳ các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay tăng 527 điểm, đã tăng 2,05%, S&P 500 tăng 42 điểm, tăng 1,36% và Nasdaq tăng 0,78%. Cái phần trăm từ đỉnh cao nhất cho đến cái giá hiện tại của Dow Jones và S&P 500 là chỉ khoảng cách là có 6% cho nên các bạn thấy được là trước khi mà dịch bệnh xảy ra thì chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã lên tới cái đỉnh cao nhất từ trước tới bây giờ, sau đó đi xuống tại vì dịch bệnh xảy ra. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là chỉ mới có hai tháng sau đó thì cái chỉ số của chứng khoán đã đi ngược trở lên và bây giờ chỉ cách cái đỉnh chỉ có 6%. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta tiếp tục có thêm một tuần lợi tốt đẹp nữa thì hoàn toàn có thể là chỉ số Dow Jones và S&P 500 sẽ đạt được đỉnh cao mới. Và các bạn hãy nhìn vào tình hình hiện tại của kinh tế như thế nào Mà chứng khoán mà có thể đạt được đỉnh cao mới Thì là một điều mà thường cảm thấy là nhiều người sẽ rất là khó hiểu Nhưng mà chúng ta nhìn vào những gì đã xảy ra hôm nay Thì các bạn thấy được là một trong những điều được nói tới mà thường cảm thấy à, cũng rất thú vị Đó chính là khi chúng ta nói tới là các cuộc biểu tình trong thời gian mấy ngày qua Những cuộc bạo loạn, rất nhiều người à, từ những thành phố khác nhau đã ra đường để mà biểu tình thì một trong những cái mối lo ngại đó chính là liên quan tới cái sự bùng nổ của dịch bệnh lần hai nhưng mà càng nhiều ngày trôi đi mà càng không có tin tức của dịch bệnh bị lan tỏa thì lòng tin của những nhà đầu tư càng vững vàng hơn có nghĩa là cái cuộc mở cửa lần này sẽ là một cuộc mở cửa mà sẽ rất là thành công đương nhiên chúng ta phải chờ thêm khoảng chừng là một tuần nữa để coi coi chúng ta có nhận thêm tin tức mới về dịch bệnh lan tỏa hay không và cho tới ngày hôm nay thì Cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nói là sẽ hỗ trợ thị trường tín dụng, cho nên những nhà đầu tư bây giờ không có cái lý do gì mà lo lắng về những cái công ty, nếu như mà những công ty này mà bị vấn đề gì đó thì sẽ có cục dự trữ bang đứng ra để mà cho vay. Cho nên các bạn thấy là trong vòng mấy ngày qua liên tục 4 ngày chỉ số S&P đã tăng lên. Và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. À, nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital Các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit Tham gia sàn NAPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn Sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên Để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trị miễn phí thông qua Telegram tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông mô link của thùng khác ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này SnapX, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn